chào cô chú anh chị cùng quý vị và các bạn đến với kênh Lộc Hưng miền Tây. Đây là những cây đu đủ của nhà mình trồng đây. Đầu tiên là cái cây đu đủ trái dài, và kế đến là hai cây đu đủ trái tròn. Mình ương lên cùng một hộp mà nó khi mà nó có trái thì khi trái dài khi trái tròn nó vậy đó. Cũng có cây là trái dài mà có xuất hiện trái tròn nữa nghe cả nhà. Đây là những cây trái tròn rất là chịu quả luôn. Ở miền Tây thì không khó để bắt gặp được những vườn trái cây, và cụ thể là những cây đu đủ sai trái như thế này. Nhưng điều mình muốn nói ở video này là một giống đu đủ da xanh. Thì đu đủ da xanh là như thế nào? Nói nôm na là đu đủ, trái đu đủ mà cái da nó màu xanh thì gọi là da xanh. Nói đùa một tí cho vui thôi, chứ đu đủ da xanh là như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem mình review cái trái đu đủ da xanh nó khác hơn đu đủ thường như thế nào nha. Đây là những trái đu đủ sai quả của nhà mình đây. Tuy rằng nó là giống đu đủ tròn nhưng mà nó vẫn trái rất là sai. Bên kia kìa, bên kia. Đây là nhân vật mình muốn giới thiệu đây. Đây là giống đu đủ da xanh. Sự khác biệt của nó là khi còn non và chín đều có một màu xanh tươi, không hề đổi màu, không hề đổi màu vàng khi chín giống như đu đủ thông thường nha. Đây cũng là điểm khác biệt mà mình muốn giới thiệu trong video này. Đây là mình trồng được một cây duy nhất. Sau này sẽ có những cái trái to khủng mình sẽ lấy hộp và để giống trồng tiếp theo. Đây mình cố gắng quay cận cảnh một lúc về cây đu đủ da xanh này. Rồi xong đó mình sẽ bẻ một cái trái mình review cho cả nhà cùng xem sự khác biệt giữa đu đủ da xanh và đu đủ bình thường nha. Đu đủ thông thường. Cái trái của đu đủ da xanh nó cái da bề ngoài đó, nó cũng tùy trái thì da láng mịn, còn có trái thì nó da nó nhăn nheo, nó có ngấn một cái đường sọc kẻ dài. Đây như quý vị thấy là cái trái phía trên kìa, nó có một đường hai đường sọc kẻ dài xuống, nó giống như là mình gọi là nó bị mớp vậy đó. Lúc mình trồng là ngay lúc tháng mưa nên cái tỷ lệ đậu trái nó hơi thấp đó, chứ tháng nắng là đậu trái rất là nhiều luôn á cả nhà. Mỗi trái này mà đến khi mà thu hoạch được là tầm khoảng 1,5 kg trở lên nha. Rất là to luôn. Đây là trái này là bà bẻ được rồi đó. Mình chỉ phân biệt cái đu đủ da xanh gần chín là ở cái phần móc ở trên cuốn. Đó như trái đó là trái đó nó bị đường một kẻ dài, nó giống như bị mớp. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ một trái đu đủ và mình cắt ra bên trong và mình chứng minh cho quý vị thấy sự khác biệt giữa đu đủ da xanh và đu đủ thường. Và mình hái đu đủ da xanh. Có
để chứng minh rằng là nó khác đu đủ bình thường ở chỗ nào. Đây là nó hái cái trái này nè. Đúng rồi, trái này trên. Trái này không trên. Đó, trên cuốn kìa, dòng coi thấy không? Vậy cuốn cái trái nào nữa giờ? Cuốn trái này mềm vậy ta? Bóp bóp đó, thấy chưa? Bóp hơi hơi mềm mềm ở trên là đầu cuốn vậy là được rồi. Gị mạnh xuống, mày gị mạnh xuống, nó hơi cao, gị mạnh xuống. Thử không? Gị mạnh xuống. Trái bên kia chưa đâu ha? Trái này đang lấy. Trái kia chưa, vậy mà trái bên đây thấy nó hơi mềm mềm nè. Thôi coi. Thử luôn hả? Ồ, đó, nè, đó. Rồi. Sắp dẻo cho em đó. Nè. Chưa, chín nữa. Đó, nè, đỏ nè, nhìn như là chín rồi đó. Đó. Rồi, em trong mần thịt em đó. Đó. Đây. Giòn. Đây nè, thấy không? Vỏ, ngoài vỏ xanh mà trong lỗ đó tươi luôn. Rồi vô. Đây. Ký 7. 1 ký 7 nè. 1 ký 7. Đây là cái đường mũ chải nè. Này là cái da nó không có sọc gì hết trơn. Đối với trái đu đủ bình thường thì nó sẽ có sọc hoặc là ửng vàng vàng. Này không có gì hết trơn, xanh lè xanh lét. Mà nó tươi. Này ăn như bích thái da xanh vậy đó. Như sớm đó. Đó. Chưa? Nè. Chưa? Đây là cái sự khác hoàn toàn so với cái trái đu đủ bình thường. Toàn. Này ăn như bích thái vậy đó, ăn nó còn cứng cứng vậy nó mới ngon. Đu đủ mà mủ nhiều lắm. Cắt ra một cái là mủ nó nhiễu tơi tả. Như dòng sữa mẹ. Ồ, gọt vỏ là đỏ tươi luôn. Ứng màu đẹp hết biết rồi. Trái kia hổng chín. À. Thịt thì chất rất là chắc. Cầm dao chẻ như muốn không nổi. Thấy chưa? Hột thì bao la luôn. Hột đâu có nhiều không? Không bằng đen hết trơn thấy không? Đó. Cái ruột nó đỏ đỏ hồng hồng ngộ hả? Dày dữ lắm là dày cơm á. À, cơm là dày luôn, bao dày luôn. Dày hơn các loại đu đủ như bình thường. Đu đủ da xanh ruột đỏ giống như trái dưa hấu, xanh vỏ mà đỏ lòng. Kêu bằng đu đủ gì đó, đu đủ gì đó, cái tên nó coi, cái tên nó lạ lạ lắm. Tên nữa coi hả? Đây xin mời cả nhà nha, xin mời quý vị nha. Làm phát rồi chịu hết nổi rồi. Ừ, nó ngọt nó giòn. Để mình cắn gần sát bên nghe âm thanh nha. Nghe âm thanh mình nghe không? Quá đã luôn. Thôi. Này chấm muối ớt là ngon hết sảy. Hết sảy con bà bảy luôn. Còn sống hả? Ừ, muối vịt. Chấm muối ăn muối vịt. Không ăn hả? Giống sống hơi mềm mềm rồi. Giống sống mềm mềm vậy ăn ngon nhất. Này chín chín quá là ăn không ngon bằng như khổ mềm bình thường. Đây. Em nó lên. Chụp đi. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Như còn còn khúc này là mình để chín nè, để chín mình làm chín mềm mềm. Đây đây để tới sáng là nó sẽ chín nè, nó mau chín lắm, rất đẹp à.
Bên ngoài da xanh lè xanh lét luôn hả? Xanh tái mét luôn. Hết sức giòn luôn. Bao giòn luôn. Bên trong thì đỏ, đỏ tươi luôn. Giòn như xài túi. Quá dữ luôn. Rồi mời cả nhà các bạn làm thêm miếng nữa nha. Mình ăn xấu lắm rồi, mình không có quay cái cảnh ăn uống rồi. Đây là nửa trái đu đủ nè. Hôm qua mình gọt mình ăn nửa trái rồi, còn nửa trái mình để lại cho nó chín mềm luôn rồi mình ăn tiếp. Đây là nó chín mềm rồi nè cả nhà. Nãy là mình đã lấy ngón tay mình ấn vô nhẹ là mình thử là nó lúng sâu vô nè. Như vậy là nó chín. Thử mình ấn lại cho cả nhà cùng xem nha. Nè. Đó, thấy không? Ấn nhẹ là nó đã lún sâu vô, nó mềm rồi, nước nhiều lắm nè, đu đủ này nước nhiều lắm, đỏ tươi à, đúng là đu đủ da xanh à. Ở trong thì nó chín đỏ tươi mà ở ngoài còn xanh lè xanh lét hả, xanh tái mét luôn, y gai như đu đủ còn non vậy đó, xanh lè thôi. Này mà mũ nó chảy nè. Lè. Như người ta là những trái đu đủ màu vàng nè. Cả nhà thấy nè. Đu đủ màu vàng là nó chín nó sẽ vàng. Chứ nó đâu có xanh lè xanh lét như trái đu đủ này nữa ha. Đó là cái sự khác biệt giữa đu đủ da xanh là đu đủ bình thường. Rồi chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay nhớ xin một like và bật được đăng ký kênh Lộc Hương Miền Tây nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một video kế tiếp. Bye bye cả nhà nha.